Lê Dương Bảo Lâm bất lực đòi xóa nhóm fan với lý do dở khóc dở cười. Trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm xả kho 1001 bức ảnh do fan chế, khiến dân tình cười nghiêng ngã. Nam diễn viên bất lực cho hay, có nên xóa nhóm fan không? Sao tôi thấy hại tôi nhiều vậy ta? Dù là loạt ảnh dìm nhưng đã mang lại niềm vui và tiếng cười cho không ít khán giả. Bằng chứng là dưới phần bình luận, lượng tương tác khá cao. Những tấm hình trên nhanh chóng nhận được bão like từ cộng đồng mạng. Vốn được khán giả nhớ mặt đặt tên với hình ảnh vui vẻ và nhiều năng lượng, Lê Dương Bảo Lâm ngày càng thể hiện sức hút của mình với đông đảo khán giả. Nhờ tài năng cùng tính cách hài hước, thân thiện, Lê Dương Bảo Lâm đã khẳng định được chất riêng và có một chỗ đứng vững chắc trong showbiz Việt. Anh không ngại làm xấu mình trước công chúng. Kể từ khi bén duyên với diễn xuất, Lê Dương Bảo Lâm nhận nhiều khen ngợi bởi nét duyên dáng. Mỗi động thái của Lê Dương Bảo Lâm được đăng tải trên mạng xã hội lại khiến dân tình cười nghiêng ngã. Bạn nghĩ sao về những tấm ảnh này của Lê Dương Bảo Lâm? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Saigon TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức showbiz mỗi ngày xung quanh chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Saigon TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.